chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi bản tin COVID-19 trên kênh Thời sự Nhanh. Và chương trình ngày hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Công điện của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng chống dịch COVID-19, kiểm soát biến chủng mới Omicron. Bộ Y tế đề nghị bổ sung việc thanh tra mua sắm sinh phẩm, trang thiết bị y tế. Tri ân sâu sắc tình nguyện viên thử nghiệm vaccine nội địa Nanocovax. Hải Dương có 846 bệnh nhân mắc COVID-19 được điều trị khỏi bệnh. Thành phố Hồ Chí Minh, nhà thuốc chăm sóc F0 như thế nào? Vừa rồi là phần điểm qua bản tin chính có trong chương trình. Ngay sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin chi tiết. Thông điện của Chính phủ về tăng cường phòng chống dịch COVID-19, kiểm soát biến chủng mới Omicron. Thưa quý vị, đại dịch COVID-19 trên thế giới tiếp tục có diễn biến rất khó lường trước biến chủng Omicron. Hiện đã có cơ sở khá rõ ràng để đánh giá biến chủng Omicron lây lan nhanh hơn nhiều, trong khi chưa có cơ sở để xác định độc lực thấp hơn so với biến chủng Delta. Đã có các nghiên cứu chỉ ra rằng, ngay khi đã được tiêm vaccine đủ 2 mũi, thì nguy cơ bị nhiễm bệnh do biến chủng Omicron vẫn rất cao hơn đáng kể so với chủng Delta. Kể cả trong trường hợp độc lực của chủng Omicron thấp hơn chủng Delta, nhưng với tốc độ lây lan nhanh, hệ thống y tế vẫn đứng trước nguy cơ quá tải, dẫn tới tử vong nhiều người. Trong nước, dù chưa phát hiện có ca nhiễm biến chủng Omicron, nhưng số người nhiễm bệnh, số bệnh nhân nặng, bệnh nhân tử vong vẫn có xu hướng gia tăng và hệ thống y tế ở một số địa phương đã quá tải, phải chi viện từ Trung ương và các địa phương khác. Trước tình hình đó và khả năng biến chủng Omicron sẽ xuất hiện ở nước ta là rất cao, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế bám sát tình hình diễn biến dịch bệnh trên thế giới, kịp thời có chỉ đạo, hướng dẫn và báo cáo Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo các biện pháp cần thiết, phù hợp, không để bị động, bất ngờ, không để quá tải hệ thống y tế trên diện rộng. Khẩn trương hướng dẫn về đánh giá cấp độ dịch và các biện pháp phòng chống dịch cần thiết cho phù hợp với tình hình diễn biến dịch bệnh, thời tiết mùa đông và nguy cơ biến chủng Omicron. Tăng cường chỉ đạo công tác giám sát dịch tễ nhằm phát hiện sớm các biến chủng mới. Tất cả các bộ, ngành, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tăng cường chỉ đạo các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đặc biệt công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về phòng chống dịch bệnh. Trong thời gian Bộ Y tế chưa có hướng dẫn mới về đánh giá cấp độ dịch như nêu ở điểm 1 trên đây, căn cứ tình hình cụ thể trong từng lĩnh vực, từng địa phương có thể thống nhất với Bộ Y tế để nâng cấp độ dịch so với cấp độ dịch được xác định theo hướng dẫn hiện hành của Bộ Y tế. Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khẩn trương chỉ đạo tổ chức thực hiện tiêm chủng an toàn nhanh nhất có thể theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế, không để sót ai thuộc diện chỉ định tiêm mà không được tiêm chủng đầy đủ, kể cả mũi tăng cường, đặc biệt là những người thuộc nhóm nguy cơ cao. Bộ Y tế đảm bảo phân bổ đủ vaccine cho các địa phương, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thừa, thiếu cục bộ vaccine. Bộ Y tế đảm bảo cấp đủ thuốc kháng virus, túi thuốc C cho các địa phương. Các địa phương tổ chức cấp phát thuốc cho tất cả những người bị nhiễm virus có nhu cầu được uống sớm nhất. Tuyệt đối không để tình trạng thiếu thuốc. Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo, hướng dẫn, tập huấn tăng cường tổ chức điều trị tại nhà, tại cơ sở, tránh tình trạng dồn lên bệnh viện tuyến đầu gây quá tải. Ra soát, chủ động tăng cường năng lực hệ thống y tế ở tất cả các tuyến, có kế hoạch rõ ràng với các kịch bản cụ thể, không để bị động, tuyệt đối không để tình trạng người dân xét nghiệm có kết quả dương tính mà không tiếp cận được dịch vụ y tế, không được cấp phát thuốc, không được quản lý, theo dõi sức khỏe. Bộ Thông tin và Truyền thông khẩn trương hoàn thiện các công cụ công nghệ thông tin, phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế, các bộ, ngành, địa phương để triển khai ứng dụng đồng bộ, hiệu quả, thực chất, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, tăng cường tuyên truyền để nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng chống dịch trong toàn xã hội trước nguy cơ tái bùng phát trên diện rộng trong điều kiện thời tiết cuối năm và biến chủng Omicron. Bộ Y tế đề nghị bổ sung việc thanh tra mua sắm sinh phẩm, trang thiết bị y tế. Thưa quý vị, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long vừa ký ban hành công văn gửi đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố về việc tăng cường các biện pháp phòng chống tham nhũng trong đấu thầu, mua sắm sinh phẩm, vật tư, trang thiết bị y tế. Theo văn bản này, Bộ Y tế cho biết vừa qua, Chính phủ ban hành Nghị quyết 127/NQ-CP về tình hình kinh tế xã hội. Trong đó, yêu cầu Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan thanh tra, các lực lượng chức năng
tiến hành thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí, việc mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, không để xảy ra tình trạng lãng phí, tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật. Để tăng cường các biện pháp phòng chống tham nhũng trong đấu thầu, mua sắm thuốc, sinh phẩm, vật tư, trang thiết bị y tế, thực hiện đúng theo quy định của pháp luật, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, khoa học, tránh lãng phí, thất thoát, tiêu cực. Bộ Y tế đề nghị lãnh đạo các địa phương quán triệt các văn bản chỉ đạo của Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 và của Bộ Y tế về công tác đấu thầu, mua sắm thuốc, sinh phẩm, vật tư, trang thiết bị y tế. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lãng phí, tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm và kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm. Chỉ đạo Sở Y tế chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan, rà soát lại kế hoạch mua sắm đảm bảo đủ số lượng, đúng chủng loại, phù hợp với tình hình mới, thực hiện công tác đấu thầu, mua sắm thuốc, sinh phẩm, vật tư, trang thiết bị y tế, đặc biệt là các mặt hàng phục vụ cho công tác phòng chống dịch đúng quy định, đảm bảo công khai, minh bạch trong đấu thầu, mua sắm. Căn cứ kế hoạch thanh tra năm 2022 của tỉnh, thành phố, xem xét bổ sung vào kế hoạch thanh tra năm 2022 của địa phương có nội dung thanh tra về công tác đấu thầu, mua sắm thuốc, sinh phẩm, vật tư, trang thiết bị y tế, đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát định kỳ, đột xuất đối với các đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý các hành vi vi phạm hoặc chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật. Bộ Y tế nêu rõ, trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố nghiên cứu, đề xuất hoặc trao đổi với Bộ Y tế hoặc các bộ quản lý chuyên ngành để phối hợp giải quyết. Trong thời gian gần đây, hàng loạt cán bộ y tế vướng vòng lao lý do sai phạm trong đấu thầu và mua sắm thuốc, thiết bị y tế. Gần đây nhất, cơ quan điều tra đã bắt tạm giam ông Phạm Duy Tuyến, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC tỉnh Hải Dương và các bị can là lãnh đạo, nhân viên của công ty Việt Á để điều tra về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Tri ân sâu sắc tình nguyện viên thử nghiệm vaccine nội địa Nanocovax. Thưa quý vị, Hội đồng Đạo đức trong Nghiên cứu Y sinh học Quốc gia trong cuộc họp ngày 16 tháng 12 đã bày tỏ ghi nhận và đánh giá cao sự đóng góp của các tình nguyện viên tham gia nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng vaccine COVID-19. Với ứng viên vaccine Nanocovax, đến nay, việc nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng đã thu thập đủ dữ liệu để đánh giá hiệu quả bảo vệ của vaccine nghiên cứu. Đây là thời điểm để chấm dứt những rủi ro mà các tình nguyện viên có thể gặp phải. Trên cơ sở đề cương đã được phê duyệt, nhà phát triển Nanocovax, công ty cổ phần công nghệ sinh học dược Nanogen và tổ chức nhận thử nghiệm lâm sàng gồm Học viện Quân y và Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh đã đề nghị và được Hội đồng Đạo đức chấp nhận mở mù toàn bộ danh sách tình nguyện viên để tiêm vaccine phòng COVID-19 được Bộ Y tế cấp phép lưu hành cho người sử dụng giả dược. Nanocovax bước vào thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 quy mô lớn với khoảng 13.000 tình nguyện viên từ tháng 6 năm 2021 theo đề cương của Bộ Y tế phê duyệt với ý kiến chuyên môn của Hội đồng Đạo đức trong Nghiên cứu Y sinh học Quốc gia. Theo đó, 13.000 tình nguyện viên ở Hà Nội, Hưng Yên, Long An, Tiền Giang đã được đánh mã số, làm mù để sau đó tiến hành tiêm ngẫu nhiên 4.000 người với giả dược để đối chứng với phần còn lại tiêm vaccine thử nghiệm. Việc này được tiến hành tự nguyện trên cơ sở hợp đồng chặt chẽ giữa Nanogen, tổ chức nhận thử nghiệm lâm sàng và tình nguyện viên với các quyền, nghĩa vụ kèm theo. Dù được theo dõi, chăm sóc sức khỏe thường xuyên trong thời gian tham gia thử nghiệm, nhưng phải khẳng định rằng các tình nguyện viên cũng chịu ít nhiều thiệt thòi, rủi ro, nhất là không được sử dụng vaccine đã được Bộ Y tế cấp phép chính thức để phòng COVID-19. Đây là sự ủng hộ, hy sinh rất lớn của các tình nguyện viên, được chia đều cho 13.000 người tham gia một cách ngẫu nhiên khi tiêm, và nhất là 4.000 người được tiêm giả dược. Họ đã đóng góp trực tiếp vào phát triển y dược học nước nhà, ở thời điểm đại dịch COVID-19 đang hoành hành, mà vaccine, thứ vũ khí quan trọng của con người để chống lại kẻ địch vô hình lại quá khan hiếm. Với sự chấp thuận của Hội đồng Đạo đức, chỉ trong vài ngày nữa, Nanogen cùng hai đối tác là Học viện Quân y, Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh sẽ hoàn tất việc mở mù và tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 theo nguyện vọng của các tình nguyện viên tiêm giả dược. Tất cả họ, cũng như các tình nguyện viên khác, sẽ tiếp tục được Nanogen, các tổ chức thử nghiệm lâm sàng theo dõi, chăm sóc y tế theo thỏa thuận đã ký kết cho đến khi kết thúc hoàn toàn nghiên cứu này.
Hải Dương có 846 bệnh nhân mắc COVID-19 được điều trị khỏi bệnh. Thưa quý vị, theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hải Dương, ngày 18 tháng 12, toàn tỉnh có 73 bệnh nhân COVID-19 đã khỏi bệnh và được ra viện. Từ ngày 12 tháng 10 đến nay, Hải Dương đã có 846 bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh. Cũng ngày 18 tháng 12, Hải Dương tiếp tục ghi nhận thêm 43 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 37 người là F1, 2 ca ho sốt trong cộng đồng, 3 trường hợp đi về từ các tỉnh thành khác, 1 trường hợp sàng lọc trong cộng đồng. Hiện Hải Dương có 24.147 trường hợp đang thực hiện cách ly. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hải Dương, đến ngày 18 tháng 12, toàn tỉnh đã có 3.800 người được tiêm mũi 3 vaccine phòng COVID-19. Đến nay, toàn tỉnh đã tiêm được trên 2,3 triệu mũi vaccine, trong đó có trên 93% số người trên 18 tuổi và gần 60% số người dưới 18 tuổi đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine phòng COVID-19. Ngành Y tế Hải Dương đã tích cực phối hợp với các địa phương đẩy nhanh tiến độ bao phủ vaccine phòng COVID-19 cho người dân, nhất là những người cao tuổi, người có bệnh lý nền, người tàn tật, phụ nữ có thai và trẻ nhỏ. Hải Dương cũng sẽ tiến hành tiêm liều bổ sung cho những người 18 tuổi trở lên đã tiêm đủ liều cơ bản, có tình trạng suy giảm miễn dịch vừa và nặng như người cấy ghép tạng, ung thư, mắc HIV, đang điều trị thuốc ức chế miễn dịch hoặc đã điều trị trong vòng 6 tháng. Trước đó, Sở Y tế cũng đã hướng dẫn Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị trong ngành về việc tạm thời xét nghiệm SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, xét nghiệm test nhanh kháng nguyên cho các đối tượng gồm các trường hợp F1, ho sốt cộng đồng, người dân tại cộng đồng ở khu vực có ổ dịch để đáp ứng chống dịch và đánh giá theo dõi tình hình ổ dịch. Nhóm người có nguy cơ cao, khu vực nguy cơ cao trong cộng đồng ngoài ổ dịch để đánh giá và nhận định tình hình dịch bệnh trên địa bàn. Người về từ vùng dịch phải xét nghiệm theo quy định. Các trường hợp nhập cảnh sau khi hoàn thành theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú. Người phải xét nghiệm tự phải trả chi phí. Nếu kết quả test nhanh kháng nguyên dương tính thì chuyển mẫu về Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh để xét nghiệm PCR khẳng định. Nếu kết quả âm tính thì hướng dẫn người dân tự theo dõi sức khỏe trong 7 ngày, thường xuyên thực hiện 5K. Khi có bất thường về sức khỏe như ốm mệt, sốt, ho, khó thở, phải thông báo ngay cho tổ giám sát và tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 tại cộng đồng hoặc trạm y tế nơi gần nhất. Thành phố Hồ Chí Minh, nhà thuốc chăm sóc F0 như thế nào? Thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh có hơn 6.500 nhà thuốc tư nhân. Sau lời kêu gọi của Sở Y tế, đến nay 590 nhà thuốc đã đăng ký tham gia chương trình chăm sóc F0 tại nhà. Mặc dù các nhà quản lý luôn khẳng định y tế cơ sở, trạm y tế là gần dân nhất, nhưng như bà Phạm Khánh Phong Lan, trưởng ban quản lý an toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh nhận định, với đặc thù của thành phố Hồ Chí Minh, gần dân nhất không phải là trạm y tế mà chính là nhà thuốc, phòng mạch tư. Chị Huỳnh Thị Kim Nhung, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, gia đình chị 7 người đều lần lượt nhiễm COVID-19, trong đó có người 75 tuổi và một cháu bé 6 tuổi. Thời điểm đó, cả gia đình cùng chung triệu chứng ho, sốt, mất vị giác, riêng bé 6 tháng tuổi phải nhập viện nhi đồng 2 điều trị cùng mẹ. Lúc đó rối lắm, tôi báo trạm y tế, trạm bảo mua thuốc hạ sốt, thuốc ho uống, nếu có triệu chứng nặng hơn phải đến bệnh viện, chị Nhung kể. Gia đình không còn ai âm tính để đi mua thuốc, chị Nhung liên hệ với tiệm thuốc gần nhà để được giao tận nơi. Nhà thuốc này chuẩn bị sẵn các gói thuốc theo toa của Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, bao gồm thuốc giảm ho, giảm sốt, tiêu đờm, vitamin, gói thuốc A. Không có nhà thuốc hỗ trợ, tôi không biết xử lý như thế nào, chị Nhung chia sẻ. Nhận thấy trạm y tế quá tải, nhân viên y tế không đủ thời gian chăm sóc người bệnh, dược sĩ Huỳnh Ngọc Dương, phó chủ tịch chi hội nhà thuốc thành phố Hồ Chí Minh nhanh chóng hình thành nhóm Zalo hỗ trợ F0. Tại nhóm này, bác sĩ, dược sĩ, F0 được liên kết. Người bệnh được bác sĩ theo dõi mỗi ngày, dược sĩ hướng dẫn cách dùng thuốc phù hợp. Đợt dịch vừa qua, khoảng 200 F0 đã được nhóm của dược sĩ Dương chăm sóc tại nhà theo cách thức này. Theo kế hoạch của Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, trên tinh thần tự nguyện, một số nhà thuốc tư nhân sẽ là cánh tay nối dài của trạm y tế, nhận túi thuốc A, B, C để cấp phát cho F0.